Hồ Kim Ngân là một thành viên của tổ 4. Sau đây là bài thực hành của tổ 4 chúng em. Chúng ta đang đứng trước đây là tượng đài chiến thắng Đất Tô Tân Cảnh, được khởi công xây dựng vào ngày 22 tháng 12 năm 1994 và hoàn thành vào ngày 30 tháng 4 năm 1995. Tượng đài như một minh chứng của sự hy sinh dũng cảm và lòng yêu nước của các chiến sĩ cách mạng đã tham gia vào trận chiến lịch sử ngày 24 tháng 4 năm 1972. Ở hai bên tượng đài chiến thắng Đất Tô Tân Cảnh là chiếc xe tăng 472 và chiếc xe tăng số 377. Em đang đứng là trước cổng chợ Đắc Tô, điểm dừng chân tiếp theo của tổ 4 chúng em. Nơi đây buôn bán đủ các loại mặt hàng và là nơi buôn bán sầm uất nhất của cả huyện. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tham quan một vòng xung quanh chợ. Như chúng ta được biết, chợ trung tâm thị trấn Đắc Tô được đầu tư xây dựng theo quyết định số 1126 QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị trấn Đắc Tô vào ngày 31/5/2008. Chợ trung tâm thị trấn Đắc Tô được đầu tư và xây dựng vào năm được đưa vào hoạt động vào năm 2012 với tổng diện tích buôn bán là 814 m², trong đó điểm kinh doanh cố định trong lòng chợ là 1650 m², điểm kinh doanh kia ở xung quanh chợ là 297 m², tổng số điểm buôn bán là 202 sạp, trong đó khu vực nhà lòng chính là 56 sạp, kia ở là 33 nhà lòng chính có tổng diện tích giải sạp là 201 sạp. Để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của chợ đối với người dân ở đây, chúng ta hãy cùng đi phỏng vấn các cô bán. Cô cho cháu hỏi là từ khi xây chợ đến nay thì cô cảm thấy như thế nào? Từ khi thành lập chợ nay đã 3 năm rồi, nói chung là có nhà vòm, chị em đã tập trung vào nơi ổn định để làm ăn, kinh tế thì có phần phát triển, quản lý ở đây thì cũng tốt, không có xảy ra cái chuyện gì. Dạ, vậy cháu cảm ơn bác ạ. Trước mắt chúng ta đây là rừng cao su của bác hai, có diện tích 12 hectare. Theo thông tin bác đã cho biết thì rừng cao su này đã được trồng trên 10 năm và tổng thu nhập bình quân mỗi năm thì cũng không hề ít. Điều đó cho chúng ta thấy rừng cao su này rất là phát triển. Bác cũng đã cho chúng ta biết rằng rừng cao su này phát triển mạnh mẽ như thế một phần là nhờ vào loại đất Ferralit. Trong bài 36, đặc điểm đất Việt Nam, đất Ferralit là loại đất chua, có nhiều mùn và sét. Đất Ferralit đỏ và vàng thì có độ phì nhiêu cao, thích hợp cho việc trồng các cây công nghiệp như cà phê. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan rừng cao su của bác hai.
rồi. Tuy sống trong nhịp sống hiện đại thoa đưa, nhưng Đắc Tô vẫn luôn giữ được cho mình những phong tục tập quán riêng. Con người nơi đây vừa thân thiện, vừa đầy nhiệt huyết, vừa đậm chất Tây Nguyên, mang lại cho chúng ta những cảm giác khó quên.